Việc hiếu nan dông đào tẩu sự thật. Người bất hiếu ngỗ nghịch, sanh ra nói láo nói xàm, theo đám ăn trộm ăn cướp, làm tổn hại đến thanh danh của cha mẹ ông bà đào tạo, nhân thân nuôi mình không lớn. Nghiêm chính bổn tâm, khử ô quế tạp. Làm người phải nghiêm lực dạy mình tránh xa ác đạo, để khử sự ô uế tâm, như người biết hối cải mới đúng người nhân. Kinh giám tự minh lập pháp tự trì, kinh pháp giám học để tỏ lòng thành, minh chỗ thiện ác đúng sai, rồi lập phương pháp trị mình để cho mình thông đạt đạo đức. Nan tắc nhân thân, hà thân vô thức. Khó được có thân, được rồi phải học tập cho minh chánh, không nên làm việc vô đạo đức để đọa ác thú dã man đời tương lai của mình. Thân bất tu nhân, tam đại bất hiếu. Người không biết tu nhân tích đức là đứa con mang ba tội bất hiếu. Một, linh hồn bất hiếu với trời. Hai, người quân tử bất hiếu với tổ quốc đồng bào. Ba, không làm được những điều phúc thiện và công đức tu hành, bất hiếu với cửu quyền thất tổ và cha mẹ anh em. Tâm chi thần ghi hữu tác vô chép, tâm động thần ghi thiện ác có đủ, việc làm chốn pháp lực thì được của đời thì dễ, nhưng không thể chốn với lương tâm của trời và lương tâm của chính mình được. Thần ghi bổn tâm bất tri lý sự, thần ghi mỗi việc có ở trong tâm của mỗi hành giả, chứ không nghe sự trao chuốt lý sự của miệng lưỡi miệng môi. Vì lưỡi không có xương, cho nên lưỡi không phải là lời nói ngay thật, mà ý chí mới là lời nói trung tính. Thức oán cù gian đơn phương thực giác, dù chỉ mình nghĩ sai, đều có ghi chép đừng tưởng, không người mà không ai biết. Thức cảm thần giao linh động như thần, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ấy cho ta thấy số mệnh và thời cuộc việc làm đều công, đều trong số nhân quả. Linh cảm thiện duyên ứng cảm nguyên lý, người làm việc đạo đức thần tiên đều vui vẻ đến giúp, cho dù một ý niệm phóng ra ở không gian vẫn được thiên lý thâu nhận ý niệm thiện lành. Mưu chánh thần tâm, nhân quả hữu ứng. Mưu sự lành, thần tiên phò phục, giúp việc làm được nhiều sự kết quả. Mưu tính bất nhân, quý thần giáng quả. Mưu tính tà gian, chưa đến người đã gặp nạn cản trở, ấy là quỷ thần giáng họa cho đứa ác tâm. Nhất kiếp vô minh, kiều báo vô dị. Một kiếp không tu, kiếp tới như bèo dạt mây tan, có khi kết thành duyên thúi. Muôn sự lỡ làng, ấy là do mình thiếu tu, không nên trách trời và trách thượng đế. Tôn tử hữu nhân, phát phúc con cháu. Ông bà tu thân tích đức, con cháu được hưởng. Chính kiếp ba đời, tùy theo nhiều ít đều được thưởng cả. Vô đức tử tôn đa gian loạn đảng, thất đức thì con cháu sanh ra để trở thành đứa ngỗ nghịch, đứa cùi què đuôi mẻ lết, hay những đứa lưu manh gian đảng, xuống phá hết tài sản và sự nghiệp của người làm ác đạo và bá đạo. Kinh pháp in ban phúc tùng lai đáo, in kinh dịch kinh
tả kinh cho người thông chân lý, chờ ban phúc lộc xuống giàu có. Con cháu thi đỗ cao làm quan bất ngờ, đó là phúc bất trùng lai. Mà quả vô đơn trí, kinh pháp in được đó là đại phúc. Sang vào đại phát tiên tổ tu chân, nay được giàu sang tuy có sức mình làm, nhưng cũng do phúc từ tiền nhân tu chân tích đức gom lại cho mình được. Nay được giúp cho mình được thời hưng thịnh, còn mình phải làm phúc để lại cho con cháu an hưởng sau này. Kinh có câu vô tiền bất hậu là vậy. Thưởng phạt tỳ năng, thưởng phạt tỳ nhân, năng cầu phúc lộc. Nên hư thành bại do người tạo ra, đừng cầu bề trên gia hộ, chỉ cần tu chính trong lương năng, thay ác cải thiện đời sống, cho dù không cầu vẫn được thần tiên phát phúc. Tinh luyện linh tâm liệt vào đại đức, người tu chánh pháp nhập thất, luyện huệ mạng kim thăng, bên ngoài thì thanh nhã, tuy không thấy gì giàu có, nhưng khi thành đạt lại được thành hàng đại giác, được hưởng phúc bằng thần tiên thánh Phật ở cõi người và cõi trời Đại La. Biết đổi chân linh thần minh đại giác, biết tu luyện cho chính mình mới thật hàng cao quý. Khi đắc lục thông được trời sắp vào hàng đại giác chân nhân, tác phúc hậu thiên linh thăng điền thổ, làm phước ở đời lại được đắc đai lâu đài điền trạch phong thủy ở trời. Tụ khí hạo nhiên tinh thông sự vật, thâu khí hạo nhiên vào trong tâm mới rõ linh pháp của trời. Việc gì muốn biết đạo nhất nguyên của mình đều cho mình biết, nó là thầy của chính mình đó vậy. Cao thấp thủ trung bình giải thủ đức, tài giỏi mà biết khiêm nhường, thủ trung giữ chánh khí thì linh tâm nó mở. Còn lúc bình giải thì phải biết hòa hài tao nhã, ở chỗ không chấp cao thấp mới là chỗ chí nhân chí thiện của người tu. Hơn người chẳng được gì, thua người cũng vậy, thà hòa hài sinh động, thâu phục được lòng nhân, ấy mới là cao quý. Cao quý tôn kính đột nguồn linh cảm, muốn được người coi trọng, trước phải trọng người. Sự quý kinh mới về với mình, nơi đó là tột nguồn linh cảm của đạo gia. Trọng người mới được người trọng lại. Thiện ác bất khả thiện tâm, chân giả bất thiện tánh. Kẻ thiện người ác không chê khen, ai thức thời cuộc thì độ, vì nhân bất thập toàn. Người chân hay người giả tu, vì thời cuộc sanh nhai, đừng để ý cái đó. Ai theo thì dạy cho được thông kinh, thông tệ, thông minh, tự họ học chân lý để họ cải hóa. Hóa giải ác căn, hóa giải thiện căn. Người ác dạy được thiện, người thiện dạy cho tu giải thoát, không nên chấp vào thiện ác. Được như vậy mới thật là một bậc minh sư, đó là cách giải thoát sáu đường lục đạo luân hồi cho nhân loại. Thiên đời đông sơ đương lai ngã đáo, thời tiết biến loạn tại ở lòng người chứa cực âm của chúng sanh, có động khí dương mới hạ thấp xuống hậu thiên thanh lọc địa cầu. Phùng kỳ đắc nhất chân thi, chân thị giai không, thời kỳ xảo quyệt
tu tâm dễ đắc, muốn giữ được chân lòng đừng nhiễm trần, giai không tức không bị ràng buộc ở hậu thiên. Linh cảm chiêu lai thần tiên gia hộ, tâm linh phát cảm ứng, tánh lành trời Phật sẽ cho long thần hộ pháp đến giúp, không cầu mà dẫn được. Minh kỳ thủ chung đức lai tỉnh đắc, càng sáng tâm càng minh, trí càng chung dung đại đức, đáo ngã tây thiên quần niên phục mệnh mới thật là người đắc đạo. Thị phi vô tướng diễn cảnh vô tâm, thấy nghe ti biết rõ dứt khót đạt thành. Hễ chuyện lớn làm thành nhỏ, việc nhỏ bỏ thành không, mới thật luyện đến chỗ vô tâm vô nhiễm, vô biệt niệm. Hữu kỳ thời dụ xạ đáo hương lai, thời kỳ làm mùa sắp đến, nếu chịu cày bừa quê lộc sẽ giàu. Như trầm hương còn xạ mùi thơm kia mà, huống chi người tu đạo gia công mà không thành đạt. Đảnh lễ Như Lai thái bình kim quyết, thọ ký của đấng chí tôn thì nên giúp cho thánh nhân lập thái bình cứu an bá tánh. Nhật nan kỳ tích hậu đại thần tiên, dạng sự khởi đầu nan, nhưng nhờ khổ luyện mới lập kỳ công của đạo. Đến Long Hoa đại hội sẽ được phong thiện thưởng của thần tiên. Thế giới kim ngân chu kỳ tặng xảo, thế giới vật chất tiền tài, đến chu kỳ quá xảo nguyệt, thời kỳ tiêu diệt bắt đầu. Có chi mà phải vọng tâm trong thời kỳ giao chinh ngũ chiến. Thành ngã nhất nhân hậu thiên di thiện, trời đất lập một ngôi thái bình, cho thánh nhân giáng thế ra đời là ý của trời muốn lập lại hoàng kim. Hữu thức chi môn minh tâm đại giác, chánh pháp chánh tâm có sẵn, đạo ở trong lòng cứ an tâm tịnh luyện, trăm ngày sẽ đạt sự giác ngộ nội tâm. Kỳ đắc kỳ trung bảo giang định số, rồng và trời giáng hạ thì đắc bảo giang môn. Đó là định số của Hà Đồ Lạc Thơ Bát Quái quy định. Tăng kỳ khai đáo lăng trổ nhà Nam, đời nhà Châu đang tầm Châu Văn Dương và Khương Thượng mới lập hội phong thần, phương Nam là linh địa đắc thánh. Phụng gáy rồng khai như thị ngã đáo, trời có sắc hồng, ngũ sắc tỏ ra là điềm thần tiên giáng thế, cứu bá tánh lê dân và lập ngôi thánh tổ cho nhà Nam. Cụ bá Long Châu hầu cơ nhật tạo, chính con rồng nhỏ ngậm ngọc chờ thầy đến ngày chúa của nó ra đời. Sáng như mặt nhật thì các hàng long mang Long Châu vật báo về phò chủ long của nó để long thành. Chiếu rộng cửu thiên xuyên tâm địa quyệt, sáng đến chín phương trời xuyên qua các lòng đất, cho dù các chúa đàn đang ẩn tu cũng ra phò chánh đạo. Niên cửu cửu cung thắt thâu thập nhị, vào năm 39 mở cửa hậu thiên, thắt kiến nhị thời thắt lai ngã đáo, tức cũ cũ trùng thiên là vậy. Trùng diệp khí linh hoàng thiên nhất địa, linh khí bay cao khắp cùng trời đất, người hoặc điều mê mới biết hoàng thiên cơ bảo. Địa dặn hữu tâm đến kỳ nhật tạo, lòng người chờ đợi đã sắp đến thời kỳ. Nếu không tu chánh pháp
khi trời sáng thì làm sao dám ra mắt. Nhất động thiên cơ bất khai chơn giác, loạn đạo không an khó mà đắc nhất. Đến đó trách mình mê tâm không rõ thời cuộc, đừng có trách trời còn thêm đại tội. Thánh viết chân kinh chi lai ngã đáo, trời sai thánh xuống giết tất cả. Đường vào nếu chẳng chịu nghe tăng kinh thì đành bỏ lỡ cơ hội. Chu chính ngà tu chính ngàn năm đáo lai nhắc cột, dù tu ngàn năm không thông suốt thời kỳ này, thời cuộc này cũng như người mê ngủ có được gì đâu. Thánh sức hậu thiên tạo nhân đại giác, thánh đã giáng trần tu thành đạo, viết kinh phổ đạo để chọn hiền nhân đưa về đắc thánh. Bất luận nhân thiên hữu lai hữu đáo, không phân cấp trời người, ai biết thời cơ theo thánh tổ tu chân thì được chứng đắc. Bằng ôm cảnh tu giả vẫn bị trầm lưng, không có gì gọi là cao quý. Ăn nhân lập thời thượng kỳ lai lộ, người ẩn nhân lập thời thượng kỳ lai lộ, người ẩn nhân thiên chờ thời đến kỳ, thánh tổ sức lập lại thượng ngương. Không ra mở đường phò cơ lập đạo, còn chờ ai nữa trong thời kỳ này. Thượng đế triệu hồi quần tiên lập nghĩa, trời mở đại cuộc thần tiên người nhân lập hội, ấy là đúng chu kỳ thượng thiên mở địa. Kỳ phùng thiên đạo phò đức nhân lai, đúng kỳ trời tạo thiên dựng địa người nhân, người đức đều phải chầu về cho kịp thiên cơ. Linh giáp hoàng thiên ăn nhiên hậu võ, trời bủa mây lành khí linh bao phủ, nhờ vậy mà thần tiên xuất hiện ở bốn phương. Châu kỳ phụng gáy thiên địa tạo thanh, đắc thứng trời nghiêu phong thần lập hội. Phụng gáy là điềm đệ tam thế chiến xảy ra để tạo thanh kỳ chót. Khô thủy tam niên thế gian hạn hán, nước khô trời hạn kéo dài 3 năm, mọi vật chết khô con người diệt sạch, đến đó ai còn tồn tại mới thật là người hiền. Kinh khí nổ tan địa cầu lập khí, khí quyển nổ tung bầu địa cầu đổi trục, đổi thời tiết và đổi lãnh thổ, địa dư phong thủy của quả địa cầu. Chánh đức thiên phù mạc đức tự xử, người lành đủ đức trời cứu sống an, kẻ dữ gian thương không còn một móng, ấy là đời quá ác tự tiêu diệt mình. Minh cảnh linh thông mê gian tạo sát, người lành thì được thông minh sống sang đời mới, kẻ giữ mê tâm bị kỳ ba lừa đảo tiêu diệt. Phú quý bất nhân khó tồn kỳ cuối, y quyền tột đỉnh trong chứa đạo bất nhân cũng bị ngã đổ kỳ này, khó an tính mệnh trong cuộc đổi dời thiên cơ. Ác giả ác lai, thiện giả thiện báo, ác đến ác diệt, chiến tranh là diệt ác. Thiện để đến thiện báo, tại chưa lai đáo đúng chu kỳ, chứ không thể không có báo ứng. Lành đức lai thời thiên nhân thượng đức, hiền lành mà nghèo vẫn được thánh tổ phong thưởng trong chu kỳ đời mới. Rồng cù địa long phò thánh giữ địa, rồng cù ở địa long mạch, địa tiên ngương thần
đều ra phò đắc thánh để giữ linh địa này. Bất khả thụ phong thăng thiên, tiêu diệt các chúa đàn, không ra trong hội phong thần, giống đó không được phong thần, bị tiêu diệt, không cho sanh trưởng ở trong địa giới. Định số lưu kỳ dạng niên sức số, tam ngương là số định lập lại thượng ngương kỳ đầu, là 10.000 năm. Đó là thiên số quy định cho quả địa cầu trong cơ tái tạo. Ai tu hành không đúng chánh pháp, tu không đắc, thì chuyển thành linh thảo thú linh, không được thành tiên thành người nữa. Thần dương kim thảo thủy thổ sanh tiên, sau 10.000 năm tất cả quả địa cầu thần dương người người đắc thành tiên thăng, không còn trở lại cảnh đời này nữa, vì quả địa cầu này sẽ dời về trung thiên thế giới bồng lai tiên cảnh. Bất khả nhân chánh tiên diệt hồn linh, không thành tiên thánh thì bị tiêu diệt không tha, vì lực mới không cho phép âm tà tái xuất trong quả đất. Chánh định chánh linh đức năng kỳ sức, người tu chánh được linh thần thì có thần thông đức năng thắng số, thăng được trường sanh. Đó là thiên số học mở màn. Giai ngã thiên sanh tái kỳ linh cấp, các vị thiên tiên địa tiên chưa đủ công đức thành hàng kim tiên Như Lai, phải xuất xuống lại thế gian của chu kỳ thượng ngương thánh đức, gọi là giáng sanh vào trong nhà các bậc đạo đức để làm con học tăng kỳ đại đạo để thành chánh quả. Đồ đệ tam tông tái sanh kỳ cuối, các đệ tử của Phật Di Đà, Phật Tích Ca và các vị thần tiên trong tam giáo đệ tử của Đức Thái Thượng, Đức Nguyên Thủy, Đức Linh Bảo cũng phải trở lại làm con người kỳ cuối này để học tăng kinh. Các vị thánh đệ tử của Đức Phục Huy Thần Nông Nữ Hoa, Cửu Thiên Quan Âm Thiên Hậu cũng trở lại học tăng kinh tăng pháp. Các vị đệ tử của Lão Tử, Khổng Tử, Khương Thượng, Mạnh Tử và Chúa Kitô, những người đã chết được có công đức và phước đức, cũng tái kiếp làm người trong kỳ ba này để tu lại tăng kinh chánh pháp, để tu luyện theo thánh nhân Di Lạc lập lại đời thượng ngương. Bằng nghịch mạng lực trời trong linh hồn sẽ bị tiêu diệt, không để tà khí trong đời thánh thiện. Quả đức hồng mong chiếu soi nhật nguyệt, kỳ này đức hồng mong lão tổ xuống cai trị mặt trời mặt trăng tinh tú, thu các quỷ dạ so và các quỷ thần hạ giới, giáo dạy chánh khí tam hoa chân muội trên nhật mặt nguyệt, rắc đổi linh thanh không giống như khí tà bây giờ. Nam Cực tiên trưởng cố vấn hậu thiên, đức Nam Cực tiên ông xuống làm cố vấn cho thánh nhân, để chư tiên và thiên binh thần tướng hàng ma diệt quỷ. Thái Thượng Gia Phong cố vấn hậu tiên, đức Thái Thiện cũng xuống cố vấn cho thánh nhân về sách lược, dạy mật thức thần tiên cho các đại đệ tử của thánh nhân. Hồng Ngọc Bảo Quân thụ môn lập đức, đức Linh Bảo Thiên Tôn sẽ xuống lại thâu các nguyên thần của các quỷ thần trong địa giới, giúp cho đức thánh nhân phong thần an cương, cố quấn quân sự cho thánh nhân.
Bắc Đẩu Thiên Cương Thông Linh Lập Địa, 36 vị Thượng Phương Thiên Cương Đại Giác xuống giúp Thánh Tổ Đại Hảo Đại Hạ Đạo Hải Di Sơn tái lập lại linh địa trên Lục Châu, khai thác kỳ quan mới. Di Đà giáng thế thiết lập Bồng Lai, Đức Phật Tổ Di Đà và Đức Thích Ca lúc đó trở lại cõi Bồng Lai tái lập Niết Bàn cho Phật Di Lạc và 3.000 đệ tử chứng đắc Kim Tiên Như Lai. Thái Bạch Đương Sanh cố vấn nội các, Đức Thái Bạch Thiên Tôn xuống dạy Lương Sách để lập tòa Tam Pháp cai trị thần tiên trong quả linh cầu. Quang Thánh chiêu binh hộ pháp thánh địa, Đức Quang Thánh đem binh đem thiên binh địa binh coi giữ lãnh thổ cho thánh nhân cai trị quốc gia. Quán Âm linh dược tưới nhân dược thảo, Đức Quang Âm đem các giống ở Bồng Lai cùng chư tiên đem xuống trồng trong địa giới và tứ nước Cam Lồ. Trong 7 ngày thì có đủ lương thực thực phẩm để giúp thánh nhân nuôi dân trên Lục Châu đất mới. Phật Mẫu chiêu lai thần tiên giáng hạ, Phật Mẫu và chính cung tiên nữ xuống địa đàng và các vị lão sư Bồ Tát xuống lập lại phong thổ địa dư địa lý và mở ra các kỳ quan hầm mỏ để cho thánh nhân có lọc nước an dân. Thái Cực Chi Tiên giáng sanh thập bảo, 10 cung thiên can ở ngôi Thái Cực đều giáng hạ lập thập nhị nhân hiền là 12 bộ Thánh Tổ lập đạo cho nước Nam Bang. Ngũ Tiên Đại Thánh Phong Đế Phò Cơ, 5 vị Đại Tiên điều hành ngũ giới giáng sanh để lập hội Long Hoa và chấm thi thâu các vị thần tiên trong giới ngũ hành và Phong Đế Thiên cho các vị đắc đạo để họ giữ núi non sông biển bờ đảo đất đai cho Thánh Tổ yên tâm dạy đạo. Thiên lập cũ thiên an giữ linh địa, trời Phật thần tiên lập cũ thiên đồ trận trên đất hứa ở trên thánh địa để trận đồ đó đuổi tắc khí các khí tà linh của vũ trụ ám vào, không được lai giảng vào quả địa cầu kỳ mới. Phép lạ Thiên Tôn Nguyên Thần Thượng Đế, phép lạ của Đấng Chí Tôn cầm giữ mấy thiên cho quần tiên lập đạo. Thay đổi ngương kỳ tái sinh đại giác, trời thiên thay đổi thời kỳ hạ ngương, lập lại đời thượng ngương cho quả địa cầu nên sanh hàng đại giác, giáng phàm đầu thai xuống làm người, lập lại tam bảo thống nhất đại đạo, một đạo trên quả địa cầu. Thiên đạo hữu binh nhất thống đại bang, trời Phật đã định thời kỳ nguyên thủy sơ khai từ vô hình vũ trụ là 9 triệu năm, thời kỳ nguyên kim tiên Phật hành đạo là 9 triệu năm, thời kỳ nguyên thổ cho đến 1999 bước qua 2000 là 9 triệu năm. Như vậy thời kỳ 2001 là bắt đầu thời kỳ của tam ngương hiệp nhất thống nhất đại hoàng kim sẽ mở ra. Tính theo cái con số như vậy, nhưng mà tính vô ngũ ngương lục giáp thì 60 năm dư ra 1 năm. Nếu tính ra như vậy 9.000 năm của hậu thiên thì nó phải dư ra 18-24 năm thì mới hết chu kỳ của hạ ngương mà bước qua thượng ngương.
Tam Kỳ thống định hoàng đạo Như Lai, thượng trung hạ là tam ngương, sẽ hiệp một kỳ ba, đó là thiên định đồ thơ ở thượng giới, có ghi chép trong thiên thơ rõ ràng. Đời sau là chu kỳ hoàng đạo Như Lai tái thế. Như Lai tái thế tức là chánh pháp chân truyền của trời Phật mở màn kỳ ba. Như ngã Kim Lai Hà Thanh Y Vũ, con đường của Đấng Chí Tôn đã sắp cho chư tiên, chư Phật thực hiện. Đời sống thanh tịnh của cõi hậu thiên sắp tới, rất nên y vũ như cõi trời Thiên Đế hay cõi Đế Thích Đế Thiên của Bồng Lai. Thủ đắc tịnh thông miên miên tịnh giác, chỉ có chánh pháp nhập định nhập thắc tịnh thắc mới thông rõ thiên cơ thời cuộc, nhờ vậy mở được linh giác truyền miên để học tăng đạo. Tịnh chuyển hư không hộ pháp năng hành, nhập thắc thanh tịnh tỏ lý hư không, mới biết sự quyền linh của trời dạy các đường chi môn để hành độ cho đúng thời cuộc. Tịnh chuyển chân thân huệ minh thần sức, chỉ có tịnh nhập định mới có được đạo của kim thân, Như Lai mới khai mở được các chân huệ mà thông hiểu việc thiên cơ trời đất. Chân thần xuất ra đi học đạo mới thật là chân đạo, còn chân thần chưa đi học đạo đó là giả khả đạo mà thôi.